cây xoài gì? Em Mã Tùng. À rồi biết. Cô không? Vợ biết. Không. Đang nắng này hỏi của cô không? Đây nên cái mụn này. Đây cái mụn này của anh Chín chưa mày? Rồi nặn rồi. Nặn được rồi, khiếp mới được tí nặn để phòng mồm này, nặn lệch mồm. Có tí chắc chắn nặn. Không. Giờ nặn lệch mất mồm. Thôi để đấy hôn bạn. Để đấy vợ hút chút phát mất cái mụn luôn, vợ nhanh, vợ kít một cái này ở cái này phắc vào mồm. Có. Có rồi đấy. Không. À, trong uống nước một chút tẩy sau nói vợ ít nữa là sao. Bây giờ để vợ hôn rồi. Một cái ở đây. Không có. Hôn ở đây nhá. Kít đây nhá. Không có. Một cái thì cái này là không. Ngon. Không ngon. Không. Đau mồm á? Đau mồm á? Đau mồm hay đau bụng? Không ăn. Trông no rồi. Hả? Đau mồm hay đau bụng? Đau mồm. Đau mồm á? Hôn thì tại sao đau mồm? Không. Không. Hết chui rồi. Bố của bạn rất đẹp trai. Ô, nó là rõ. Thế thì mọi người chưa được nhìn bố em lúc bố em chưa tai nạn đâu. Lúc bố em bị ngã xe. Trước khi bố em bị ngã xe thì thật sự bố em còn đẹp trai. Bố em cực đẹp trai luôn. Cơ bắp cuồn cuộn luôn. Từ khi bị ngã xe thì mới thế đấy. Mới bớt đẹp đi đấy. Cơm thì bé lớn, em vừa ăn xong. Em vừa mới ăn xong luôn. Khi nào về Việt Nam á? Sang tháng. Sang tháng về nhé mọi người. Sang tháng về có công việc ở Việt Nam xong rồi lại đi. Lại đi xong rồi lại về. Nói chung là cứ về đi về liên tục. Em cảm ơn chị Khánh Tư. Đi xong lại về liên tục. Vợ ơi. Vợ 9 triệu follow à? 9 triệu follow rồi. Acid nhiều follow. Acid nhiều follow. Chúc mừng vợ 90 follow. Cảm ơn mọi người. Đây trông nhìn này. Đấy. Đây đây. Thế mọi người yêu thì mọi người follow chứ. Nói thật. Không yêu thì follow làm gì? Đúng không mọi người? Không. Phải yêu thì mới follow chứ không yêu thì follow làm gì? Đúng không mọi người? Zona thì tâm. Bống đâu? Bống ở nhà. Zona thì tâm. Em cảm ơn chị Ngọc Anh. Nó đúng chứ còn gì. Phải yêu thì mới follow, còn không yêu thì follow làm gì. Mà phải thương, phải yêu thì mới xem like. Còn không yêu, không thương thì xem like làm gì. Đúng không ạ? Với em là như thế. Zona zebra cross. Hả? Zona zebra cross. Không hiểu. Nói tiếng Việt đi. Nói Indonesia đi. Cảm ơn chị Trân Trân. Nói tiếng Việt nhiều đấy. Cảm ơn 20.000 anh chị em nhá. À đây anh Thiêm gọi này. Em đánh trai ơi. Tắt cái gì? Phong ơi. Hả? Em nghe. Alo. Em nghe đấy. Facebook của em á? Facebook của anh ấy. Facebook của anh thì Facebook của em. À, Facebook của anh Đạt chứ. Facebook của anh Đạt đúng không? Thế độ chuyên nghiệp là như nào ạ? Chú Đạt ơi. Ôi thế anh bật quạt à? Đúng rồi, anh bật quạt.
Anh Đạt đang bật chế độ chuyên nghiệp á. Rồi được, chấm. Vậy là em lỡ buông tay anh rồi. Buồn đau anh khóc anh than với trời. Thương thật lòng, sao anh nhận lại bằng một cô vợ thương. Đúng mọi người. Nhành hoa thay lá như em thay lòng. Sao anh không... Cái gì nhỉ? Rồi, tắt rồi anh ạ. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Không bao giờ quên luôn nữa. Ủa, nhưng mà nó tự nhiên tắt cái này làm gì? Anh chuyển đấy đây. Này. Tí nữa xong thì lại bật lên. Đúng không? Hâm mộ em vì em có một tình yêu đẹp à? Nói chung là em không biết thế nào, nhưng mà thật sự ra là bọn em thì cũng không biết là có giúp được gì cho mọi người không, nhưng mà luôn cố gắng là truyền tải cho mọi người những cái gì tích cực nhất. Nhưng mà cuộc sống bọn em tích cực mà, đúng không mọi người? Cuộc sống là phải tích cực, bọn em thì luôn là phải tích cực, bởi vì là có tích cực thì mọi người mới có vui vẻ. Có vui vẻ thì mọi người mới suy nghĩ được những cái mà nó hay ho hơn. Có những cái ví dụ như mọi người đi làm việc thì sẽ cảm giác là làm việc nó sẽ trôi chảy hơn, sẽ kiểu vui hơn. Hả? Ai mà biết được. Cái gì hỏi chồng? Cái gì? Bấm móng tay á? Chồng đưa vợ rồi. Không, chồng ở đây. Ở đây thì tìm ở đây chứ chồng biết làm sao được. Đúng rồi, có niềm vui. Có niềm vui thì sẽ trẻ lâu. Và cũng ngược lại mà xem mọi người, khi mọi người ức chế trong người thì làm việc thì không suy nghĩ được một cái gì bí bách nhỉ? Và bí bách không là không làm gì được. Alo ạ. Gửi bên anh Đạt ạ. Chào bạn, hello. Mở tiệm cơm không đồng đi anh. Ok rồi anh. Đó, được rồi. Đây được rồi. Nhưng mà từ từ vẫn đang từ đang xem đã. Có phải là bị chuyển kênh không? Không. Đây này. Đây nha. Đấy nhá, vẫn là bình thường đúng không? Bình thường đúng không? Phan tết nhá. Không biết có chưa. Nam gì đâu? Cái gì nhỉ? Facebook bay bay à chồng? Không. Bye bye em ra được. Nhưng mà bây giờ có quyền gì ở cái link đấy đâu? Có, em có cái quyền gì ở trong cái link đấy đâu? Ra rồi. Vâng, anh cấp quyền cho em đi. Vâng, để em chụp cho. Để em chụp ảnh em gửi cho anh. Chồng ơi. Chồng ơi. Ơi. Khi nào chồng đi ở chị mình? Đi Hồ Chí Minh á? Ừ. Ngày mai. Có không đi Hà Nội được không? Có. Đi Hồ Chí Minh một ngày. Làm gì? Ông vợ có mua Jakarta. Chú anh gửi cho anh hình chưa?
tôi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Cuộc đời khi xa không. Em mới có bao nhiêu. Bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Cuộc đời 20 năm đầu. Đâu sung sướng không bao lâu. Bao lâu 20 năm sau tình yêu cao vời vời. 20 năm cuối là bao. Có tem mà. Em có tem Papi rồi mà. Ok. Cái gì chồng? Cái gì chồng? Cái gì? Mất hát đi. Hát xem chồng hát đi. Là bao. Không hát đi. Sao cái gì? Mất em mới có bao nhiêu. Nhiều 60 năm cuộc đời. Cũng đây. 20 năm đầu. Đâu sung sướng không bao lâu. Đâu 20 năm sau tình yêu cao vời vời. 20 năm cuối là bao. Hơi là thế. Là thế. Đời sống không được đâu. Không được bao. Hơi. Hơi là gì đó. Ok chưa? Cũng không ngon. Để xem nào. Chồng không thích. Lá da không thích là bông sao đây sẽ đông thiếu tức ơi. Này. Chưa. Rồi đã ra sao nó lá da như sao đâu đông thiếu tức. Em tìm tặng thì đang đây. Trong. Trong hát đi trong. Trong hát đi trong. Không hát nữa mệt quá. Mất đi mất. Yêu. Đợi một tí chồng đang làm việc. Hey. Cuộc đời 6 19 10. Hey.
please bantu saya untuk biaya kuliah. Nggak usah kuliah, guys. Aku dulu nggak ada biaya kuliah. Aku nggak kuliah. Tức là bên kia người ta quay rồi, rồi xong rồi mình chỉ bảo không, không, tí nữa anh nói. Đây nha, có nghĩa đây nha. Đúng không? Đây này. Kuliah buat pusing. Ya kalau kalian, kalau aku ya guys, itu kan beda-beda ya. Kalau daripada ngutang ya guys, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Memang bersekolahlah sampai setinggi-tingginya tanpa merugikan orang lain. Itu baru benar. Jangan hanya mengandalkan pintar. Jadilah cerdas. Guys, terima kasih guys. Ini nggak tahu ini dititipin ke mak dia. Visi misi ngabisin ciki. Kuliah nggak punya duit, belajar lebih kiat supaya dapat beasiswa. Itu betul. Kameranya, iya guys, ini tuh kameranya ngeblur. Kalian ngelihat ngeblur dulu ya. Papa ngebun dulu. Kenapa? Bihun. Aku belum pernah makan bihun. Bihun ini. Maksudnya ini. Bihun. Terima kasih, Mbak Bihun. Terima kasih. Ini apa? Bihunku. Kok mie semua, Ci? Kok ini mie semua ya, guys ya? Apakah cita-cita kalian untuk mengeritingkan ususku? Mi juga. Mi cap ayam telur. Bihun. Bihun juga. Bihun juga. Bihun lagi. Ya Allah. Ada suratnya. Sip Triana. Apa ini? Duit ini. Oh, kertas dia. Aku jujur Bu ya, aku nggak bisa baca tulisan kayak gini aku.
dâu nữa. Bun, aku tuh malas membaca, Bun. Buat Maktum, matur nuwun. Oh, semua ini buat Maktum, guys. Maktum, baca, Maktum. Ini loh, dikai bihun, gak punya bane. Bihun. Mie ayam telur, gitu. Mie cap ayam telur. Kau apa tau, Mie? Teka siapa ini? Langgoan, jadi kita langgo kalau jadi siapa sih? Baca aja nih deh. Ke Malaysia, Taiwan. Teka Taiwan. Cau, baca. Eh, dia cerok mana? Baca ya. Vidya Varad Vila Asan. Đây, đọc đi. Ok. Gãy xương bây giờ. Lệch, ngồi lệch người, đau người. Đây, trong bữa lọc. Rốt nát. Enak. Ini mie kremes, guys. Iya, aku suka banget sama ini. Iya. Ini adalah ini caranya aku mau dodolan warung lebih. Bah, mie kremes lembut kafe. Masak mie, ayo lo. Ini mie, dimakan. Halo. Ini mungkin tampilan pun nak bunyi sih. Malam ni ke? Ayo, nol deh. Kalau dijadi. Alah, mie jajar cari cili ini ke lomba. Mbak jilbabnya kok merah terus? Tak duwe. Gak punya aku, guys. Kok kayaknya, guys? Nah, apa mbak mau tinggal? Gak mau tahan lu lagi pangan. Iki lah, bu, yang dipangan, Ki. Duduk usin kuwi. Lagi tiga pak, nih. Kuwi digodok. Aku guys. Belum jadwalnya. 2 hari aku ngeluangin waktu buat suami aku. Cang, để một tí chăm làm việc nha mọi người. Không nói. Ha ha ha!
Làm gì đấy? Mày làm gì? Làm gì? Vụ một cái. Ô không, thích ô không. Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây. Nghe nghe, đi vào đây. Đi vào đây. Thích không? Thích bướng không? Tolong, jangan ditarik aku. Jangan ditarik aku, Cam. Jangan. Oh, tidak, sok mati. Terbalik, Kak. Tapi itu kayak kentut. Tapi ya tuh guys, tapi lah aku harap orang yang buri nggak kentut aku. Bukan aku yang kentut, tapi lah yang kentut. Dan pila pupuk. Kirain mami yang kentut. Aku sebenarnya, guys. Tutorial biar laki-laki marah itu seperti ini, guys. Enggak ngamuk. Mah aku. Aku kok lek dhek ngamuk, aku yo melu ngamuk lho, guys. Cara ngamuknya tuh lewat gini. Có lẽ nhưng mà rau lại không vào được cũng thấy phân quảng cáo của mày biết ăn nó nè có cô xã ăn nó nè và chúng ta mới xem được vào thì có lúc mà em được rau lại không vào được quảng cáo thì ta mừng cái game saja ya guys ya. Đúng rồi, chắc là Trang thôi. Này, tôi cũng nghe này, tôi không có con này, tôi hiểu này, tôi không biết. Bukut ni, orang ngomong bahagian nung. Kalau pergi bongkar kan bukutnya. Nampak nombor jauh. Jangan tutup ni bakar nung. Nah, ni kan yang kau ni. Bukut solar yang jauh. Ya, buat yang tanya-tanya jilbabnya merah marun lagi guys, sama lagi merah marunku udah ada 20 lebih. Udah ada 20 lebih termasuk ini juga, lainnya aku cuci. Aku setiap beli jilbab pasti ada merah marunnya. Padahal tuh aku udah sudah punya, guys. Tapi aku tetap aja beli, nggak tahu kenapa. Tahu kenapa?
Oh iya, aku belum nyirim link. Astagfirullahaladzim. Halo, aku Vidya. Jangan lupa nonton Aman di TikTok pada tanggal 24. Kalian di rumah kalian itu ada ini enggak? Ini namanya madu mongso. Dan ini tuh madu mongsonya tuh enak ini, guys. Ini bikinnya dari ketan. Ketan ireng ya, guys. Ketan ireng apa ketan putih? Ketan ireng ini. Ya. Ya, kemule. Delok, delok, Mbah, delok. Guys, Mbah. Boneka aku harus digamule mbahku. Ya, gamule. Ben mah iki. Tekoknya. Le fotone ngono kok. Mbah madu mongso, Mbah. Kowe aku ngono. Iya, enggak apa. Karena pasti kan juga. Ini tuh biasanya kalau madu mongso itu kan manis loh, guys. Ini enggak terlalu manis, jadi itu makan setoples pun gak apa-apa, soalnya gak enek. Rasanya kelek? Enggak. Ini baru bikin, bukan jajan turahan waktu nikah. Bukan, ini baru bikin. Ini baru bikin, guys. Ini baru jadi. Tetangga aku kan ada turahan ketan kan, waktu pernikahan kemarin itu. Nah, ketannya diolah, baru kemarin jadi. Dan enak banget ini. Biasanya aku nggak doyan. Biasanya aku nggak doyan karena ini terlalu manis. Tapi ini nggak manis. Oleh Dolan Rono. Gak, guys, ngerepoti. Kan omah wae. Ngerepoti. Wah, omah wae. Omah wae ya, guys. Ya. Aku biasanya tuh gak suka, guys. Kameranya buruk, Mbak. Iya, guys, itu soalnya burinnya cahaya-cahaya. Mbak, saya tak ngabarin kapan.
HP sih ya, aku tak jalan rono. Oke. Nggih. Nek kakak pernah ning omah? Kakek pernah ning omah? Ning ben anake. Nomorku kok tak kei sik iki sik les, Mbah. Terus duwe no ndek kae. Ndek kae wis duwe. Bị cứ bịt mắt thế này thì làm việc kiểu gì? Ngapain kerja nganggur aja banyak uang? Salah itu, salah. Ini sambil kerja ini, guys. Kalian mau? Aku tuh sambil wah, keh kayak skripnya itu. Tuh. Kayak gini deh. Fuck lampiak.
notebook nhé, để cho nhìn. Vợ có làm việc tại xem sao nhìn notebook đấy. À. Đây chồng đọc cho. Không. Đọc mà làm. Ganti aku yang kerja. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại tối nay. Dỗi cái gì mà dỗi? Này vợ dỗi à? Không. Mọi người nói vợ dỗi này. Này dỗi. Nói dỗi đi. Dỗi cái gì? Suốt ngày các bà thì thấy dỗi. Thích dỗi à?